Rồi, xin chào các bạn nhé. Ở video tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái tình trạng là iPhone, bạn nào dùng iPhone của các bạn không có chế độ rung hoặc là không rung khi cuộc gọi đến hoặc là tin nhắn đến. Đó, thì hy vọng với những cái mẹo sau đây thì sẽ giúp ích cho các bạn đối với những cái bạn nào mà hay đang gặp phải cái tình trạng này. Rồi, đừng quên nếu thấy video hay thì các bạn cho mình là một like, một đăng ký. Rồi, trong trường hợp mà các bạn dùng iPhone mà các bạn đã bị tức là mất cái chế độ rung khi mà có cuộc gọi đến ấy, thì các bạn sẽ thực hiện cho mình một số cái cách sau đây, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là cài đặt chung của máy này. Đó, cài đặt chung của máy thì các bạn sẽ click vào cái mục âm thanh cho mình nhé. Rồi, mục âm thanh này, trong cái mục âm thanh này ấy, thì các bạn chú ý cho mình hai cái mục là rung khi đổ chuông hoặc là rung khi im lặng. Đấy, nếu bạn nào mà đã vô tình hoặc là trong một bởi vì một lý do nào đó mà các bạn đã bị tắt mất hai tính năng này, các bạn vào kiểm tra ngay cho mình và các bạn sẽ đây này, các bạn sẽ bật cho mình rung khi đổ chuông đó. Và các bạn chọn rung khi im lặng. Ví dụ như các bạn chọn rung khi im lặng thì các bạn sẽ chọn gạt sang cái phần im lặng này, chế độ im lặng này. Đó, chế độ im lặng đã bật thì ngay lập tức thì rung nó cũng sẽ được bật nhé. Còn nếu các bạn không bật cái này ấy, khi các bạn bật chế độ im lặng này, ví dụ mình bật chế độ im lặng này, đấy, mình bật chế độ im lặng thì khi mà có cuộc gọi đến mà tin nhắn đến nó cũng không rung đâu nhé. Các bạn nên lưu ý, các bạn sẽ bật cả lên cho mình. Đấy, nếu các bạn kiểm tra cái phần này mà vẫn không được, bật lên rồi mà rung của các bạn vẫn không được, thì các bạn sẽ thực hiện cách tiếp theo cho mình nhé. Rồi, cách tiếp theo này thì các bạn sẽ chú ý đến cho mình cái nút phím cứng ở trên này nhé. Các bạn ở bên cạnh này này, đó, bên cạnh này này, các bạn sẽ gạt xuống cho mình. Đấy, gạt xuống, gạt lên, gạt xuống một số lần. Đấy, nếu gạt xuống mà các bạn thấy chế độ im lặng mà nó không rung, hoặc là gạt lên nó cũng không rung, nhưng mà đa số là gạt xuống nó mới rung, để chế độ im lặng mà không rung, thì có thể là các bạn kiểm tra lại cái phần cứng của bạn. Có thể kiểm tra phần cứng lại cho bạn của các bạn, nó có thể là bị hư cái con rung rồi, hoặc là những cái phím đa số là hư. Nếu mà các bạn kéo xuống như vậy mà nó không được ấy, không rung ấy, thì các bạn có thể kiểm tra lại cái phần cứng của các bạn nhé. Rồi, nếu mà các bạn đã kiểm tra xong phần cứng như thế mà các bạn vẫn thấy còn đang phân vân hoặc là vẫn thấy chưa được ấy, thì rồi tiếp theo thì các bạn sẽ làm cho mình cái cách sau đây nữa để các bạn có thể kiểm tra nhé. Đầu tiên các bạn vào cho mình cài đặt chung của máy này, sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình là mục đầu tiên các bạn vào cài đặt, sau đó các bạn vào cho mình mục cài đặt chung của máy. Rồi, cài đặt chung của máy thì các bạn sẽ đặt lại tất cả những cái nội dung cài đặt của các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn là đặt lại cho mình. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cho mình cái mục là đặt lại tất cả. Đấy, đặt lại tất cả cài đặt thì các bạn chọn ô đầu tiên nhé. Đấy, và đây nó sẽ yêu cầu các bạn nhập mật khẩu, và các bạn sẽ nhập mật khẩu vào để các bạn sẽ đặt lại cái nội dung cài đặt của nó nhé. Sau khi các bạn nhập mật khẩu xong thì nó sẽ yêu cầu là đặt lại tất cả cài đặt, và các bạn sẽ đặt lại tất cả cài đặt, chọn cái dòng đỏ này nhé. Đó, và khi các bạn đặt lại xong và các bạn khởi động cái máy bình thường, và nếu mà vẫn không thấy cải thiện gì, tức là không thấy rung hoặc là không thấy có vấn đề gì, không có hiện tượng gì, thì các bạn sẽ nhanh chóng đem đến những cái trung tâm bảo hành của máy của bạn nhé, để trung tâm sẽ kiểm tra, có thể là do lỗi phần cứng hoặc là do một số lỗi nào đó. Đấy, thì nếu các bạn không khắc phục bằng những cách vừa rồi mà không được, đấy, thì các bạn sẽ nhanh chóng mang đến những cái trung tâm nhé. Rồi, nếu các bạn thấy hay, nhấn like và đăng ký kênh nhé. Xin chào các bạn.